quê hương. Muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Và trả bóng rất mạnh, không được. Chúng ta cần một pha bóng có độ chính xác cao hơn. Pha bóng vừa rồi là một tình huống mà trái bóng được đưa xuống hơi sâu và thực sự là khó cho cầu thủ bên phía đội bóng 90. Không ai có thể tạo ra một điểm chạm với những tình huống treo bóng như vừa rồi. Rất thành công. Bây giờ là giải đồng niên và sắp tới rất có thể sẽ là giải mở rộng. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài vang lên. Trọng tài Nam Khải cùng với trọng tài Công Huấn đã có một sự ăn ý với nhau. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng quay chậm để biết được chuyện gì vừa xảy ra. Một cầu thủ bên phía 95 đã ngã trong vòng cấm trăng. Quả đá biên dành đến cho các cầu thủ 90. Đánh đầu, cover. Một pha treo bóng chính xác đến từ cầu thủ của đội bóng 90. Có vẻ như đó là tình huống treo bóng đến từ cái tên Minh Tới. Trái bóng vừa rồi như có mắt tìm đến vị trí của Văn Kiên. Người trước đó đã đưa ra một đường truyền tốt dành cho Văn Kiên. Không được. Tình huống xâm nhập vòng cấm đến từ vị trí của Quang Percy. Đó lại là một pha trái bóng có điểm rơi đến từ cái tên Minh Tới. Pha bóng như vừa rồi thực sự sẽ là một giải pháp tiếp theo. Chúng ta cần một sự đổi mới. Cơ hội. Không được. Như vậy là đã có một tình huống va chạm ở khu vực vòng cấm. Có thể phục hồi phần nào đó về mặt thể lực. Không được. Bóng đi vào lưới rồi nhưng không có một cầu thủ nào chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Chắc chắn rồi, đó là một pha bóng quá rõ ràng. Trọng tài chắc chắn là không cần phải xem lại nữa. Vẫn là một sự treo bóng có điểm rơi. Đường chuyền hay, Văn Kiên. Cơ hội. Không được. Một pha bóng trong cái hay, một tình huống lướt đi. Nhưng đó vẫn là một sự tập trung đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 95. Đó là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 19, chính là anh nhận bóng. Rất có thể đây cũng sẽ là tình huống đá truy cuối cùng hiệp 1. Rất nguy hiểm, không có bàn thắng cho các cầu thủ 95. Một pha bóng mà chúng ta thấy được sự di chuyển đến từ cầu thủ mang áo số 29, đó là Thế Phương. Hey, Thảo Ba Mơ. Cơ hội dành cho các thủ 90. Cơ hội. Không được. Cùng xem lại đường truyền rất hay đến từ cái tên Thảo Ba Mơ. Tình huống mà hậu vệ bên phía đội bóng 95 đã phá bóng hụt. Nhưng thực sự thì đó là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 19 đã đẩy trái bóng. Và đã phạt dành đến cho 95. Không được. Đá phạt vẫn chưa thể hiện thực hóa thành những bàn thắng. 95 đang gặp khó khăn và 90 thì cũng vậy. Không được. Và trọng tài bên phía đội bóng 90 có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 9 Văn Mạnh rời sân. Vào sân là cầu thủ mang áo số 89 Văn Bảo. Cơ hội dành đến cho các thủ 90. Không vào. Đó là một tình huống băng vào rất quyết liệt. Một tình huống mà dấu ấn cá nhân đến từ vị trí của cầu thủ áo số 7, cái tên Thảo Ba Mơ. Sau cú đá đầu tiên thì anh đã băng vào ngay để áp sát với thủ thành bên phía đức. Rất nguy hiểm. Tiếp tục xuất hiện. Cú đá bồi tiếp theo lại là một tình huống dứt điểm không chính xác.
chuyện hay đến từ cái tên Quang Percy. Cơ hội dành đến cho các cầu thủ 90. Vẫn là hơi chậm với pha xử lý vừa rồi của Văn Bảo. Cơ hội không được. Đó lại là một tình huống dứt điểm bằng đùi chứ không phải là một pha bóng, một pha phô lê đến từ cầu thủ mang áo số 69.